rước nha. Phá đi, thì đánh dưới đánh đây này. Đột luôn, ơ. Chết nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Ăn hàng đi nha. Đây rồi. Hàng bao đẹp luôn. Bộ to. Nó mở đằng lên nhá. Coi mọi người xem clip của Bộ Khánh Linh nhá.